quay cái chuồng nó đang đẻ này. 7 con hôm nay đẻ 7 con đấy mà. Ôi chùa chuồng. Đấy, để cái này thì đây này chùa này. Đây để ngoài không cho bà. Bà quay được sáng rồi. Ừ, địa điện thoại của bà đi. Đấy này, đẹp chưa? Thể bật cái loa lên đi gái. Em bật lên của em tối lắm. Thua bà rồi. Đây đẹp này mà. Thua bà. Tôi thấy cô tối của tôi sáng này mà. À, giấy giờ đây nào. Đấy. Điện thoại người ta mấy triệu. Chuyên rồi. Chuyên. Đấy, nhìn người ta là sáng. Tí nữa nó bắn được cái xe này sang còn đẹp hơn là cục quay được. Cái thằng bạn em hôm rồi nó cũng xem cho YouTube nó. Đây vừa đấy sáng này. Bắt cô gái này em quên gọi nó. Đây này sáng này. Đấy. Con mẹ. Ôi, con này sắp đẻ. Con này sắp đẻ. To chưa? Bên ngoài hàng sáng cô gái mẹ. Cứ lên để tóc bách cái này. Không nhầm đâu nhá, được là được cái là cái luôn này chứ. Đây. Nhìn rõ mà. Được chưa anh, để cho này xuống. Hà cho xuống đi. 2 4. Rồi, đấy, hai được 5 cái. Đúng tiệu tọa nguyện. Con nào 3 màu. Quá đẹp. Đẹp mà. Đây em không nhìn lên gửi đây. Thôi cứ từ từ tí ra ngoài đi kia gửi. Rồi. Quay rốt lên để cho em rút điện thoại ra quay đỡ cho. Để chia sẻ nguồn. Đấy. Ai chúng có gì không? Đây gì không? Chưa rồi ạ. Đây là một nuôi cảnh thì đẹp hơn là thỏ. Đẹp hơn nhiều. Bọn nuôi cảnh nhiều chứ. Đùi cái thị trường khách hàng chủ yếu là người ta nuôi cảnh nhiều em ạ. Anh bán thì chủ yếu là cảnh nhiều. To thì được bao nhiêu? Chỉ thấy em nhìn thì nó bằng quảnh quảnh thế thì có con đực to thì cân hơn cân. Em bảo nó nhìn nó bụng nó quảnh như này. Đây là hai con chuẩn bị đỉnh. Ừ. Nó cứ bắt đầu nhìn thấy bụng nó quảnh mà đuôi nó nhọn nhọn người nó khung khung người là nó đẻ. Thì mình cẩn thận mình bắt riêng nó một mình ra một cái sọt này này. Thì đấy là để cho nó tránh trường hợp là khi con của nó đẻ ra thì những con khác nó xéo vào. Thế thôi, còn làm cái sàn bằng nhựa này thì bền lắm. Không bao giờ sợ cái gì cả, không gì. Vì nó đái mà. Nhưng còn phân ở dưới này thì đấy, lâu lâu thì tuần 2 tuần thì mình quét hot đi thôi. Nhà có máy xịt. Đấy thôi. Quý vị và các bác mà có nhu cầu mua cái chuột lang bậu giống như này liên hệ đồng chí Thao trên cung ấy nhá. Em ship toàn quốc cho các bạn. Số điện thoại là 0335305982. Đấy. Đây chỉ là một chỗ nuôi thôi. Đấy. Đấy cái vợt này bắt tiện. Nên là 19 tháng 4, em cũng gửi một đôi. Một con chuột cái đang chửa và một con chuột đực đã biết phối giống. Đấy. Thì quý vị các bạn mà có yêu thích cái kênh chim cu gái hay của đồng chí Thao thì luôn luôn có những cái khoảnh khắc thước phim rất là tuyệt vời như thế này. Đây là những cái đàn chuột con của em. Đấy. Nó đang gia đình nó đang nuôi. Đang nuôi con. Ừ. Con đấy, thấy chưa? Các bạn nuôi như mình thôi, nuôi tập thể 7 đàn này thôi. Đấy. Nó dễ nuôi lắm, con loại này dễ nuôi lắm. Ăn ngô, ăn cỏ. Đấy. Chỗ này mình nuôi là được 6 con nái, con này đang chửa. Thì lúc nào mà nó đẻ xong khoảng 15 ngày thì các bạn tách con của nó sang bên này. Con nó sang này nuôi. Nuôi hậu bị, bán giống. Đây là cái bọn này là bán giống. Đấy. Còn bọn này cũng thế thôi. Có một vài con nó đang chửa. Đấy. Thì các bác thân mến là chuột nuôi hay phết. Em bán giống toàn quốc các bạn nhé. Ưu tiên các bạn ở từ miền Trung ra đến miền Bắc. Nhà em thì rất nhiều ô chuồng như này. Đấy. Em một đôi. Đấy. Bây giờ em cho cái con chuột đực này vào. Rất to.
chuột được đạp mái này rồi. Đấy, còn con chuột này là chuột chửa nhá, đang chửa này, bụng đang nổi đây này. Hôm nay là em chọn màu cho các bạn đoàn hoàng ấy nhá, trắng đen vàng, mà trắng đen vàng có cả luôn. 19/4 Covid nhưng mà em vẫn gửi hàng, vẫn có cái nhờ người gửi được. Đấy, to như này cơ mà các bạn. Cái giọng chửa này là mình ớ đứng thế đấy, dán nó vào, dán đây là, khách hàng nhé, khách hàng 98 phố Ngũ Não, Thanh Trì, Hà Nội, Hoàng Mai, Hà Nội. Lão. Chuột, một đôi chuột chửa. Thôi đừng gắn nhiều quá, để lỗ rộng cho nó thoáng. Lỗ rộng, quen lỗ rộng. Nóng, cái nước này quét thêm mấy cái lỗ to nữa. Lấy cái mũi kéo mà cắt đồng hoàng. Báo cáo các bác là em có cái logo này, các bác mua chuột đó. Mọi chi tiết các bạn liên hệ theo số điện thoại trên màn hình là 0335305982 để mua chuột giống nhá. Em thì ship hàng từ miền Trung ra miền Bắc, văn phòng đại diện tại Hà Nội. Đây, bán cả chuột con, bán cả chuột bố mẹ, bán cả chuột đang chửa hậu bị các kiểu luôn. Ở đâu? Chỗ đấy là chỗ nào? Đấy, em ở tâm quan Tam Đảo cơ. Tam Đảo à? Gần Tam Đảo, du lịch Tam Đảo à? Vâng, gần du lịch Tam Đảo, gần du lịch Tây Thiên luôn. Tây Thiên Tam Đảo à? Vâng. Đi vào đây, bắt. Em làm con cái mà con được chuột gì? Vâng. Đi vào đây. Thích con nào bắt con đấy? Không, bắt cứ chọn mua con nào đi con lấy. Đẹp quá. Đẹp mà. Một con đực đen nhá. Đực đen á? Ừ. 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 Thế này là thoải mái rồi. Đực đen, thích đen làm gì? Rồi đực khoang đen nhiều đi. Bắt đây là 10 đôi là 10 đôi chuẩn luôn này. Nhìn nó sáng bóng này. Lại này về chỉ có thỉnh thoảng định kỳ tẩy giun cho nó thôi. Đấy, mang về làm giống 10 đôi. Em xin anh chị nhá. Ừ. Về đây. Bây giờ về tận đấy à? Chem. Chem à? Chem Hà Nội. Ok ok. Ở đi nhá. Rồi, đây là đấy, kỷ niệm một con bán huề một con. Đấy, buộc nó vào. Lấy cái dây buộc vào cho nó tụt mẹ đi. Đi, đi lên. Sang tận nhà, tận cửa để hiếu nghị rồi. Nhớ nhá, về vệ sinh như thế như luôn đi nhá. Ừ, lấy bông nâu, pha mấy nước bông nâu. Thế là ở xã nào? Xã Tam Quan. Tam Quan Tam Đảo à? Đấy, để cho một con đực đen coi như là. Xe máy cũng xa phết đấy nhỉ. Tam Đảo cũng xa phết đấy, lần trước tôi cũng đi sang đấy rồi. Đấy, đây thôi. Ừ.
Thì cứ đưa kia đây anh ạ, lại. Ở đâu? Chỗ đấy là chỗ nào? Đấy em ở tâm quan Tam Đảo cơ. Tam Đảo à? Gần Tam Đảo, du lịch Tam Đảo à? Vâng, gần du lịch Tam Đảo, gần du lịch Tây Thiên luôn. Tây Thiên Tam Đảo à? Vâng. Đi vào đây, đi vào đây bắt. Em làm con cái mà con được chuột gì? Vâng. Đi vào đây. Thích con nào bắt con đấy. Không, bắt cứ chọn nhiều con nào đẹp con lớn. Đẹp quá. Đẹp mà. Một con đực đen nhá. Đực đen á? Ừ. 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 Thế này là thoải mái rồi. Đực đen, thích đực đen làm gì? Rồi đực khoang đen nhiều đi. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm.